Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình 60 giây chiều thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2019. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây. Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống ca bệnh khó. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm người đi ô tô không thắt dây an toàn. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá nhiều băng nhóm nghiện ma túy thực hiện hàng chục vụ cướp giật. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình chiều nay. Vào sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chủ đề năm 2019 An toàn cho phụ nữ và trẻ em tại Hà Nội và đầu cầu trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự buổi lễ. Để thực hiện chủ đề này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai là tổ chức truyền thông quy mô lớn, xây dựng các mô hình điểm về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nghiên cứu, rà soát các chính sách pháp luật liên quan đến an toàn cho các nhóm phụ nữ và trẻ em, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hai đại sứ của chương trình là nghệ sĩ Quyền Linh và Hoa hậu Hoàng Vũ Hohenie sẽ góp phần lan tỏa thông điệp của dự án là chung tay vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các đại biểu đã cùng tham quan triển lãm tranh để hiểu thêm về những mô hình hay, cách làm tốt để đem lại một môi trường thực sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế, ổn định xã hội bằng cách nhắn tin theo cú pháp BC gửi 1409 để đóng góp 20.000 đồng cho quỹ này. Theo pháp luận hiện hành, kể từ tháng 1 năm 2018, người ngồi trên ô tô khi tham gia giao thông không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt hành chính. Thế nhưng qua một năm triển khai, việc thực hiện quy định này vẫn chưa mang lại hiệu quả khi nhiều người dân vẫn chưa có ý thức chấp hành. Trước thực trạng đó, Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan mở cao điểm tuyên truyền, kết hợp tuần tra xử lý vi phạm quy định thắt dây an toàn đối với người tham gia giao thông bằng ô tô trên địa bàn thành phố. Thực tế cho thấy không ít tài xế và người ngồi trong ô tô khi tham gia giao thông không thực hiện việc cài dây an toàn vì nhiều lý do. Theo quy định, việc không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe đang chạy hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông đều bị phạt với mức phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi người. Sau khi đợt cao điểm tuyên truyền này, sau này đó thì đơn vị cũng tiếp tục bố trí lực lượng tập trung là xử lý các lỗi về vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có cái lỗi là lái xe không thắt dây an toàn. Quỹ phòng chống thương vong châu Á cũng khuyến nghị đối với trẻ nhỏ, thắt dây an toàn khi tham gia giao thông bằng ô tô là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và thương tích nghiêm trọng. Trước đây, chúng tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất hiệu quả với chiến dịch kêu gọi người dân đội mũ bảo hiểm. Do vậy, với sự quyết tâm trong đợt cao điểm lần này, tôi tin rằng sẽ thay đổi được ý thức của người dân trong việc cài dây an toàn. Từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành phát hiện và nhắc nhở, nhưng kể từ ngày 17 tháng 3 trở đi, hành vi không cài dây an toàn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa kịp thời cứu sống bé trai 15 tuổi bị nhiễm trùng huyết nặng, viêm cơ tim cấp, tổn thương đa cơ quan, nguy cơ tử vong cao bằng kỹ thuật tuần hoàn máu ngoài cơ thể ECMO lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam. Sáng nay các bác sĩ đã cung cấp thông tin về ca cấp cứu và điều trị thành công này. Bé trai nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, tay chân lạnh, rối loạn tri giác, suy tim nặng, tính mạng bị đe dọa. Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng với Bệnh viện Nhi đồng 1 quyết định dùng kỹ thuật ECMO. Đây là kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể. Máu sẽ được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân và chạy qua một hệ thống máy có màng lọc, sau đó trở về cơ thể bệnh nhân. Cái ca này nó viêm cơ tim do nhiễm trùng, tức là cái thể nặng của cái nhiễm trùng huyết. Theo các bác sĩ, những ca bệnh suy hô hấp cấp, suy tim cấp tưởng như đã vô phương cứu chữa, nhưng nhờ kỹ thuật ECMO, bệnh nhân có thể được cứu sống. Tim phổi nhân tạo rồi, nó không cần cái tim nó đập rất là yếu, nhưng mà giờ là nhờ máy rồi nó trao đổi thêm, chúng ta cho oxy rồi vô thêm qua các cái màng thì nó sẽ đáp ứng, mình vô mình thấy chừng nửa giờ đồng hồ hoặc là một giờ đồng hồ thôi thì mình đã thấy nó cải thiện rất là tốt rồi. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi sinh kỳ diệu, có thể tự thở, ăn uống bình thường và sức khỏe đang diễn biến tốt. Tuy nhiên, em vẫn được tiếp tục theo dõi và dùng thuốc tại bệnh viện. Tiếp theo trong chương trình, Công an Tây Ninh bắt hai người vận chuyển trái phép chất ma túy vào trại cai nghiện. Cháy chung cư giữa trưa, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy.
Thưa quý vị, trưa nay đội đặc nhiệm hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ khởi tố 6 đối tượng trong 3 băng nhóm đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng này đều nghiện ma túy và có nhiều tiền án. Trước Tết, trinh sát phát hiện một băng nhóm nghiện ma túy đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản gồm Nguyễn Tiến Quang, Trịnh Minh Hoài và Lâm Kim Sang, cùng ngụ tại quận 10. Đến 15 tháng 1, trinh sát kết hợp cùng công an quận 10 bắt quả tang Hoài và Sang thực hiện vụ cướp tài sản trên đường Hồ Thị Kỷ. Hoài khai nhận trước đó một ngày đã cùng Quang đi cướp giật tài sản. Băng nhóm này thừa nhận đã thực hiện hơn 20 vụ. Cùng vào thời điểm Tết, trên mạng cũng đã xuất hiện hai clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mang thai bị hai tên cướp kéo lê ở quận 11 và một phụ nữ bị cướp sổ sách ngay trong hẻm trên đường đi vào nhà ở quận Bình Thạnh. Sau khi điều tra, tối ngày 14 tháng 2, trinh sát đã bắt được 3 đối tượng trong hai nhóm này gồm Liêm Thanh Hiếu, Trần Ngọc Vinh và Mai Thế Hòa. Trong đó, Hiếu và Vinh là hai đối tượng thực hiện vụ cướp sổ sách kéo lê người phụ nữ đang mang thai để lấy sổ sách bên trong có 25 triệu đồng. Ngoài ra, hai nhóm này còn khai nhận đã thực hiện gần 15 vụ cướp giật tài sản. Hôm nay, Công an huyện Tân Châu ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Cao Trọng Giang và Văn Đình Thảo cùng ngụ thành phố Tây Ninh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vào lúc 12 giờ 30 ngày 3 tháng 3 năm 2019, tại cơ sở cai nghiện ma túy thuộc xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thảo đang vận chuyển hai bịch ma túy vào trong cơ sở qua đường gửi đồ ăn thăm nuôi. Thảo khai nhận vào tháng 7 năm 2018, Cao Trọng Giang và Thảo cùng đi cai nghiện ma túy. Tháng 12 năm 2018, Thảo trở về địa phương làm nghề phụ hồ, nhưng Giang vẫn còn cai nghiện. Thảo đã tìm cách móc nối liên lạc, bàn bạc đưa ma túy vào trong cơ sở cai nghiện để Giang sử dụng và bán. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần gửi đồ có chứa ma túy, Thảo không để tên người nhận là Giang, mà tên của một học viên khác. Giang trả công cho Thảo 500.000 đồng một lần. Vào ngày 3 tháng 3, Thảo chuẩn bị hai bịch ma túy cất giấu trong túi ni lông đựng đồ ăn, đem vào cho Giang thì bị công an phát hiện bắt giữ. Được biết, Giang có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em, chấp hành xong án phạt tù vào năm 2015. Đến tháng 4 năm 2017, bị đưa vào trại cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy Tây Ninh. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Hôm nay, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vụ kẻ gian chặt phá vườn tiêu nhà ông Trần Đức Lý, xã Tân Lợi, người từng tố cáo hàng loạt dấu hiệu sai phạm trong vụ phá rừng xảy ra tại địa phương. Theo trình bày của ông Lý, ngày 4 tháng 3, vườn tiêu của gia đình ông ở ấp Thạch Màng bị kẻ xấu dùng sựa chặt nhiều nhát vào các gốc, nhiều dây tiêu đã chết. Có hai nọc tiêu 13 năm tuổi bị kẻ gian đổ hóa chất tiêu làm nọc chết nhanh hơn. Đây là lần thứ ba gia đình ông Lý bị kẻ gian chặt phá tài sản, tổng giá trị thiệt hại lên đến 3 tỷ đồng. Các vụ phá hoại trên xảy ra sau khi ông Lý tố cáo hiện tượng chặt phá rừng tại tiểu khu 363, nông lâm trường Tân Lập của công ty cao su Bình Phước. Ông Lý nhiều lần gửi đơn kêu cứu, thậm chí còn nêu đích danh một số cá nhân, mặc dù có nhiều biên bản ghi nhận, nhưng các nghi phạm vẫn nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật. Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản gửi tỉnh Bình Phước khẩn trương ngăn chặn hiện tượng mang tính sang hồ lộng hành. Song đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trưa nay, ba căn hộ ở chung cư Hà Kiều, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát lửa bốc cháy dữ dội, khiến người trong chung cư đã phải tháo chạy giữa trời nắng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân. Gần 12 giờ cùng ngày, nhiều người dân sống ở lô đề phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại một căn hộ, sau đó là nhiều tiếng nổ nhỏ bên trong, lửa bùng lên và lan sang hai căn hộ phía trên và dưới. Người dân dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa, nhưng một căn hộ bên trong đã bị khóa trái. Lo sợ cháy lan, người dân đã đưa tài sản ra ngoài, sau đó tháo chạy giữa trưa nắng. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ. Ít phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Ghi nhận tại hiện trường, bên trong ba căn hộ bị cháy đen, nhiều tài sản, quần áo được chủ các căn hộ này phơi bên ngoài cháy rụi. Người dân cho hay, chủ căn hộ nơi xảy ra cháy vừa đóng cửa đi ra ngoài thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên. Hai cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy ngùn ngụt. Người dân dùng phương tiện tại chỗ không khắc phục được nên đã lập tức gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều tài sản đã bị thiêu rụi trong đêm. Lúc 9 giờ 45 phút tối qua, ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng mắt kính số 186 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Phát hiện cháy, người dân tại đây hô hoán và dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 5 phút sau, ngọn lửa bùng lên cháy toàn bộ cửa hàng và lan sang shop bán đồ thời trang bên cạnh.
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân và huyện Bình Chánh điều trên 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường để dập lửa. Đến 22 giờ 45 phút, ngọn lửa mới bị khống chế. Vụ việc khiến một phần khu vực phường Bình Hưng Hòa B bị mất điện. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xe khách tông nhau với xe tải rồi lật ngang đường. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 35 phút sáng nay trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm lưu thông tuyến Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến Bình Dương, xe này lưu thông vào khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Khi đến cột đèn tín hiệu thuộc địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát thì tông mạnh với một xe tải chở ốc vít vừa từ một công ty chạy ra. Người dân gần hiện trường cho biết nhiều hành khách bên trong xe khách bị lật kêu cứu. Hành khách trong xe đã đập cửa kính và mở cửa thông gió để thoát ra ngoài. Người dân cũng đã tiến hành cứu hộ hành khách gặp nạn và đưa 7 người vào bệnh viện. Tai nạn khiến tài xế xe tải là anh Trần Xuân Bình, 37 tuổi, tử vong ở bệnh viện lúc 10 giờ sáng nay. Ngoài ra, 6 người khác bị thương. Do bình xăng của xe khách bị bể, xăng chảy ra ngoài bốc mùi nồng nặc xung quanh hiện trường, nên hai phương tiện chữa cháy chuyên dụng cũng đã được điều động tới hiện trường để đề phòng cháy nổ. Đến 8 giờ sáng, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý xong. Ở phần thông tin cập nhật, xe máy va chạm với xe tải giữa ngã tư, một người tử vong. Hôm nay, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xuân ở huyện Tân Biên về hành vi cố ý gây thương tích với người từng là vợ của mình. Xuân và chị Võ Thị Lài đã ly hôn năm 2018, nhưng hai người vẫn sống và sinh hoạt chung một nhà tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Ngày 25 tháng 2, Xuân yêu cầu chị Lài trả lại chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ mà trước đây Xuân đưa. Chị Lài trả lời đã trả nhẫn cho Xuân, nhưng Xuân vẫn tiếp tục đòi nhẫn. Do sợ bị đánh nên mỗi lần Xuân đòi nhẫn là chị Lài bỏ sang nhà hàng xóm trốn. Xuân đến nhà bà Phạm Thị Phụng, thấy có chị Lài ở bên trong nên nắm tóc kéo chị Lài dù bà Phụng đã can ngăn. Về đến nhà, Xuân bạo hành dã man chị Lài, gây nhiều thương tích cho nạn nhân. Công an xã phát hiện sự việc, lập tức đến giải cứu chị Lài. Được biết, Xuân từng nhiều lần đánh đập nạn nhân và đã bị xử phạt. Hiện Công an huyện Tân Biên đang tiếp tục điều tra vụ việc. Sau cú tông vào xe tải, hai người phụ nữ đi trên xe máy ngã xuống đường, khiến một người chết tại chỗ, một người nguy kịch. Vụ tai nạn trên xảy ra chiều nay trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khoảng 14 giờ chiều nay, một xe tải chạy trên đường Phạm Ngọc Thạch theo hướng về thành phố Mới, Bình Dương. Khi xe chạy tới ngã tư giao nhau với đường Trần Ngọc Lên, thì xảy ra va chạm với xe máy do hai người phụ nữ chở nhau đang băng từ đường Trần Ngọc Lên qua giao lộ. Sau cú tông mạnh, cả hai người phụ nữ ngã ra đường, chị Tăng Thị Gấm, ngụ Bình Dương tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Theo một số nhân chứng, vụ việc xuất phát từ lỗi cố tình vượt đèn đỏ. Hiện Công an thành phố Thủ Dầu Một đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Và thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin luôn được cập nhật. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.